các bác, các chú anh chị ngày 30 tháng 4 nha. Trước mắt các bác là một cái ổi vừa mới đào về ở quê các bác. Cứ tưởng là xin được mà phải đi mua các bạn. Hôm chở mà xã đi chợ ấy, ở quê vợ ấy, thì qua cái bờ ao thấy cái cây ổi hay quá. Bây giờ mấy hôm rồi bây giờ mới đi đào được. Mua mất mấy trăm nghìn để nó về. Thì hai bố con, tôi với bố vợ đào được về cho luôn cái này. Quá trình đào thì tôi cũng không quay lại vì là quê mà quay với thiết mình thì nó kỳ lắm. Bây giờ về mình trồng thì mới sau một hồi thở một dốc thì mới quay để các bác xem là nó có ra gì không. Sáng thì bác gạo các bác cực nhiều quả và hoa luôn. Thì quả thì vừa mới ăn ở trong kia rồi, tí nữa em có còn thì quay cháu nó ăn trong kia. Bây giờ là này, cận cảnh các bác nhé. Cây này là nó mọc ở bờ ao đúng dáng như này luôn. Ở đấy còn ba cây nữa như này rất đẹp, nhưng mà thôi mình mua một cây thôi, mình không trở về Hà Nội để trồng Thái Bình thôi, coi như là kỷ niệm mà bố vợ ơi. Các bác phá nhiều cây của ông rồi đấy, để các bác xem rất to nhá, quả thì cực kỳ nhiều và giòn. Bệ nhá, bệ rất hay, dễ rất kinh khủng luôn. Mọc của bữa ao đào lên toàn nước ở dưới đấy, thì cái bệ của nó nhá, bệ của nó các nhá, bệ của nó giống cái cây mà tôi trồng ở nhà, nó siêu như thế. Đoạn thân nó chỉ có hơn một găng tay thôi, xong rồi bắt đầu chia cành và lên giật lên quả chi chít giật lên đấy các bác nhá. Mặt bên này dễ rất nhiều. Mặt bên này đấy, bệ nó ở dưới này, bệ ở dưới không hiểu. Cây này bệ hai bên rất là kinh khủng này, bệ hai bên hoành nó cỡ 4-5 găng tay của tôi, hoành bệ đấy. Chảy dài dễ đâu thì có mầm đến đấy, rất hay. Hết ai trồng một cái xó này, quây đá này, quây đá này, xong tí hất đất lên coi như là ủ đây thôi. Và có một cái ang to thì cái ang nó phải bằng cái thùng xe này thì mới trồng được. Thì phía tôi sẽ cắt thêm, vừa nãy chỉ cắt để đào cho nó dễ thôi. Xong vừa cắt vừa đào vừa quay lại cho bác xem. Chỗ này nó chật hẹp đấy. Cái này nhặt được một sổ quả rồi đây. Hoa quả quanh năm đấy, các bác. Thì vừa đứng lùi một tí cho bác xem tổ thực đấy, các bác khó hình dung đấy. Ở đây như này thì các bác xem ý tưởng của em như này có ổn không? Thì là em cắt cái cành này đi. Cắt cái cành này đi. Cắt ngắn cái cành này đi. Nuôi cái này. Nuôi cái cành này. Đấy, như thế thì hơi nó sẽ rụt xì thôi. Chứ còn để tự nhiên mà chơi quả thì để nguyên này là chơi rồi. Đấy. Bây giờ là cắt cái rễ rồi đào đất vào cắt các bạn. Nhá. Xem nó có từ cái lúc mà nó chưa cắt cho đến lúc nó cắt xong nó có ổn hơn không nhé. Rồi cắt như dễ sập kìa. Nó cảm giác nó sợ thôi. Cảm giác sợ không gì của mình ấy mà. Nó bị đau một lần rồi nó đau sợ. Đau một lần rồi là cứ thế sợ. Sao nó quên ấy, chứ nó đau nó kêu ngay.
Lắm dễ lắm ngộ. Quẩn quần đi, bên kia không ạ? Ra cái quá trình đào tôi cũng đã cắt những cái rễ dập rồi, bây giờ dọn cái bệ nhìn thoáng, nhìn thích không? Cắt bằng những tay cái tử này nhá, cái tử nó mà không hợp lý. Bác xem chờ cháu bỏ để cho con bác. Xin được rồi, đi tắm nào. Thế là tắm 5
Bệ viết sạch sẽ ngon lành à các bác. Đấy, các bác suy nghĩ của em xem mà cắt bỏ cành này, cành này đến đây, xong rồi có thể lấy một cái mắt mắt như thế này, cái ngọn này sẽ lấy cái tay bé nhất này, cái tay này thì dây da rẻ rất là đẹp nhưng mà mọc đơ quá, cắt cắt bỏ đây, để lấy một cái mắt ở đây, phi ra đây, mắt lấy ra đây, còn cái này là ngọn, cái này cắt ngắn đi, cái đoạn này cắt ngắn đi. Đấy các bác, tất nhiên là nhìn nó sẽ rất là trống sau bây giờ nhưng mà thôi cũng phải làm thôi, thôi nhé. Để xem lại một lượt khi mà em đã cắt cái bệ đi bớt cái lượt của bệ ra xem mà nó có đúng với ý của bác, các bác chuyên gia mà muốn demo cho em nhé. Đấy, cắt đi, cái này bệ khủng đấy, bệ khủng đấy, cắt đi. Cái này để làm một con tử này, giống hết cái con ở nhà của em, giống hết cái con ở nhà cho chị Đa của em. Nhưng con này thì nó tương lai hơn, bệ nó đẹp hơn, sâu gió rất nhiều. Đấy, mình trồng đây thì năm mình về vài lần chơi thôi, chứ chủ yếu là quá ông ngoại. Trong cái quá trình mà mình phá cây cụ, không phải phá mà là mình làm theo ý của mình. Đấy, bây giờ làm quả, làm quả. Đấy, cái mặt lưng của nó như này, mặt lưng của nó như này. Đấy, thì bây giờ nhìn ở đây thì mới thấy là sẽ cắt một cành, cắt một cành này. Đấy, cái ngọn này, vâng nhé, chốt rồi ra để làm nhé. Ôi, cắt tốt. Cưa này của bố nhiều ông hỏi mua lắm. Quay ra nhiều ông hỏi mua. Chắn mất ngoài ra mà không biết. Xin lỗi các bạn. Cắt vẫn còn ngọt lắm. Ôi hạ dần đấy, cái này mà chết có phải là được cây nữa ngon không, quả luôn. Thiên nhiên là cũng lợi cái hại đấy, bây giờ giống cây của con ở nhà tạm tạm, cái khẩu nhiệt luôn. Mẹ này thì đẹp hơn. Hát nha, hát hết một bài, hát mấy bài liền. Đẹp, hát nữa không? Còn hát lên thiên. Quá trọng cơ này. Đấy, gọi chưa?
phép xuống nữa nhưng mà để nghĩ đó. Vừa ra vừa nhảy, vừa đến vừa nhảy. Xem. Có ông nào cũng chửi với thì mình không. Cắt này. Đấy hợp lý, thuận mắt rồi đi. Thuận mắt rồi đi. Cân cây rồi. Cành rửa hơi kia lấy làm ngọn mà không xứng đáng lắm, làm ngọn lắm. Đấy. Thu thấp cái kia xuống. Sao phải giật. Một số cái mắt ở đây để cho nó cân. Một số cái mắt ở đây. Và một cái mắt hồi đầu kia. Nuôi cái tử kia. Đấy, bùa ông sâu gió ông bò. Đấy. Cắt cái cành kia kìa. Cái này này. Cái cành mà em vừa cắt này to này là phải thấp xuống nữa. Đúng cái chỗ cây trống kìa. Nhưng mà cứ để cho nó ra nhiều mầm cái đã, sau mình xử lý tiếp. Đấy. Mà chắc chắn nó sẽ ra rất nhiều mầm xung quanh này. Cả dưới lên trên. Cành này cũng thế, cành này thấp thôi. Chắc chắn cành này phải thấp xuống. Kể cả muốn lấy cành này làm ngọn hay cành kia làm ngọn thì phải cắt. Nhìn phát xem đây, quà vợ của vợ này nó cũng xứng đáng được các bạn. Xứng đáng không? Đấy, làm thấp cái này xuống nữa nha. Thấp cái này xuống nữa. Giờ nhìn cục lốc rồi đúng không? Cục lốc không mà nó lùn nữa, dù gì đấy. Ôi, nhìn lại muốn nó trở về Hà Nội quá. Quà nó phải đẳng cấp thế. Quà nó phải đẳng cấp thế. Rồi. Giờ là trồng thôi. Thôi để kéo vào cái xe trồng các bác nha. Úi dồi. Kéo cái xe em chồng các bác nhé. Đây à. Rất ngắn. Tầm cao thì tầm 6-70. Đang đốt tiền. Rồi đấy. Lấy cho các cháu có quả ăn. Phê. Quá phê to hơn cả cổ chân. Bằng đùi. Rồi, để trồng các bạn nhé. Không đánh đâu. 5 giờ chiều mới xong. Này. Vừa mới gặp đất lên đây. Không khô được đâu, mai không khô được đâu. Đấy, thì một bãi trên trường ở bên chỗ đào thì không nói, nhưng mà còn lại là mấy cành này bao nhiêu năm mới được như thế này, cũng có thể là mang tiếng phá đấy các bạn. Đấy. Bây giờ thì là không còn nhìn thấy bệ nước nữa, mình cứ hồi sâu dưới. Và các bác chờ những video tiếp theo khoảng rất lâu sau nữa nhé. Đấy. Mình tí tưới cái đi nước là ok thôi. Vừa mới đào đã trồng được luôn. Gỗ rất nhiều. Bầu ok. Đánh cây là sướng nhất là chỗ đấy thôi. Này. Thì view lại một lần các bác nhé. Đấy. Úi xời. Một tay không hết được.
ra mầm thì tính tiếp nó ra nhiều ý tưởng nữa các bạn. Đại loại sẽ là một cái siêu. Cái siêu đang muốn làm thành một cây đôi cho cái cây của tôi ở nhà. Tôi từng quay video các bạn. Làm đôi. Và ở chỗ mà hôm nay đào cái này, đầu bờ ao còn 3 cây nữa. Thân lá nái này rất đẹp. Chưa có tiền mua thôi. Dần dần mình sẽ quất hết các bạn nhá. Quả chín chín chít rồi. Chào các bác. Ngày mai là mùng 1 tháng 5 rồi. Ngày mai nghỉ ngơi các bác nhá. Dành nốt thời gian cho gia đình để ngày kia đi làm các bác nhá. Rồi. Xin hẹn gặp lại các bác.